Hello anh em, thì hôm nay mình có quả bi này mơ vơi đây. Mình nhảy hết rồi, quên mất mình xịt hết silicon vào bột nở vào trong rồi. Con này là 12V 105 nhé, 105A. Bên trong nó sẽ có là 7428 28 cell đấy, 1 2 3 4 5 6 7, hàng 4 quả, 3 mạch, 3 mạch bảo vệ, 1 mạch cân bằng. Quên mất mình không chụp, không quay ngay từ đầu, nhưng mà nó cũng giống mẫu bình thường thôi mà, 28 cell đấy. Khi vào hộp nó sẽ thành như này, đẹp luôn. Làm hộp to là cho khách, để cho sau này khách muốn nâng cấp thì nâng cấp phát thẳng luôn đấy. Từ cái hộp này nâng cấp phát thẳng lên thành có thể thành 150 luôn, to bé tất cả vào cái hộp này, quá đẹp luôn. Hai cổ đồng nó bự luôn nhá, đây là ở đấy bên trên đồng hồ này đó. Mẫu 105 thì 28 quả, nó rơi vào 83, rơi vào tầm 9 cân 105A. Mẫu này mẫu đi thuyền được nhé, đặt xuống sông đi thuyền đánh thoải mái, máy cơ mà. Rồi ok anh em, anh em có nhu cầu mua pin liên hệ mình nhé. Mẫu này là mẫu 12V 100 105A, pin nhôm 3310, pin 4S nhé.